Xin chào các bạn, đây là một bé golden cái NI 11 hoặc là NI 24, chân trắng dòng X, rất là xinh xắn và sáng. Các bạn thấy các bạn bé rất là tinh nghịch ạ. Mình đang bán với giá là 8 triệu. Bố mẹ là thuần chủng nhá. Bé đã được hơn 3 tháng rồi. Các bạn có thể thấy là bé rất là nghịch và đáng yêu. Khuôn mặt rất sáng sủa, đỉnh tai không có lông đen đâu ạ. Các bạn mua về làm giống thì khả năng ra NI 12 rất là cao. Đây ạ, chân, lông chân sạch ạ. Lông chân rất sạch. À, chụp.